Em nhà vườn Lu Bonsai xin được kính chào toàn thể các bạn, các cô chú, các anh chị và các bạn, những người yêu và đam mê cây hoa trà mi. Thì trong cái video ngày hôm nay của em thì em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn những cái cây hoa trà mi chơi Tết trong cái dịp Tết 2022 và 2023. Thì hiện tại thì trong vườn nhà em có một cái số lượng cây và số lượng các cái giống trà rất là đa dạng. Thì cây đầu tiên giới thiệu các bác thì đó là cái cây trà mi phấn sen. Đây là cái nụ của nó đã sắp nở rồi, với cái màu hồng màu phấn rất là đặc trưng của cây phấn sen. Và cái cây phấn sen này thì em cũng đã có những cái video, có khá là nhiều cái video nói rất là chi tiết, rất là cụ thể về cây trà mi phấn sen này rồi. Và trong cái video này thì em cũng xin được lướt qua những cái cây hoa trà mi phấn sen tại vườn nhà em. Thì cái cây trà mi phấn sen thì nó là một cái cây mà mang một cái vẻ đẹp tổng thể từ cái mặt bông, từ cái tàn bóng, từ cái bản lá, nó rất là đẹp. Và cũng là một cái cây chủ lực tại vườn nhà em. Thì đây là những cái cây hoa trà mi phấn sen với cái thông số của nó là từ vanh gốc thì từ 6 đến 7, cao từ 55 cho đến 70. Tất cả cây thì đều có cái nụ rất là đẹp. Đây là những cái nụ mà nó đã lộ ra cái màu hồng của phấn sen, rất là đặc trưng. Thì cũng khá là nhiều cây để cho các bác lựa chọn. Là những cái cây phấn sen này thì nó là những cái cây mà nó khá là già, và cây em đã lên chậu, đã trồng trên chậu ổn định một cái thời gian rất là lâu rồi. Nên là các bác khá là yên tâm cho những cái cây trà phấn sen như này. Cái cây thứ hai muốn giới thiệu đến các bác đó là cái cây trà cung đình đỏ. Một cái cây trà cũng rất là đáng chơi, với cái một cái mặt hoa đó là cái bộ cánh xếp màu đỏ thắm, nó xếp vào nhau bộ cánh rất là nhiều, lớp cánh rất là kép, nở hoa vào đúng cái dịp Tết âm lịch với cái màu đỏ thắm, một cái màu mà mang lại cái sự may mắn, mang lại cái năng lượng trong cái ngày xuân, trong cái năm mới. Là một cái cây mà được rất là nhiều người lựa chọn, được rất là nhiều người yêu quý. Thì cái cây trà cung đình đỏ tại vườn nhà em thì đều là những cây cũng rất là đẹp, mà khá là sai nụ. Và tất cả nụ thì nó cũng cho nụ, cho hoa vào đúng cái dịp Tết âm lịch. Và với cái thông số cây thì vanh gốc nó từ 6 đến 7, cao từ 70 đến 80. Cây thì tàn bóng nó rất là đẹp. Và cái số lượng cây cung đình đỏ tại vườn nhà em cũng rất là nhiều. Thì cũng thoải mái để cho các bác lựa chọn. Cái cây thứ ba muốn giới thiệu đến các bác thì đó là cái cây trà thập bát học sĩ. Đó là một cái cây trà người Việt mình gọi là cây trà 18 cử nhân hoặc là 18 vị tú tài. Đó là một cái cây trà đa sắc, một cái cây trà mà nằm trong một trong 10 cái cây trà quý và cây trà cổ của Trung Quốc mà đã được du nhập và đã được chấp nhận tại Việt Nam mình cách từ tầm khoảng 5 năm trở lại đây. Với cái khuôn bông của nó là cái khuôn bông như cái cây hoa trà mi phấn sen. Tuy nhiên là với cái màu sắc của nó thì rất là đa dạng, trên một cây nó có khá là nhiều cái màu sắc hoa. Cây trà từ thập bát học sĩ này thì tại vườn nhà em có cả cái size cây nhỡ, đó là vanh gốc từ 5 đến 7, cao từ 50 đến 60, 65. Và cái size thứ hai đó là cái size to, đó là những cái cây to. Với cái chu vi gốc của nó là từ 9 đến 12, cao tầm khoảng 1m15, tán rộng tầm 90 1m. Là những cái cây bộ tán rất là to và rất là tròn. Có những cái size khác nhau, ngoài ra có cả cái cây trà thập bát học sĩ giống nữa cho các bác lựa chọn. Bộ tán nó cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Những cây như này thật sự là lên chậu thì rất là đẹp luôn. Và cái cây trà thứ tư muốn giới thiệu đến các bác đó là cây trà hồng lộ chân. Thì cái cây trà hồng lộ chân này thì nó mang một cái màu sắc hoa nó khá là độc đáo. Nó có sự khác biệt. Thì cái cây này nó phù hợp cho bác nào mà thích những cái mặt bông nó có cái sự đặc biệt một chút, nó có sự khác lạ một chút. Thì các bác có thể lựa chọn những cây này. Thì đây là cái cây trà hồng lộ chân. Thì cái cây là hồng lộ chân này thì nó cùng họ với cái cây trà liệu ngố, là cái cây trà mà tạo ra cơn sốt đầu tháng riêng tháng 2 vừa rồi. Thì cái cây trà lộ chân này của em thì đều là những cái cây mà có cái chiều cao tầm khoảng 1m1 đến 1m2. Cái chu vi gốc của nó từ là 9 đến 11. Và cây thì thoát thân đều từ 50-60. Bác nào mà thích chơi những cái cây mà nó có sự độ thoát thân nó cao, tán tròn, thì các bác có thể lựa chọn những cái cây trà hồng lộ chân như này, với một cái mặt bông nó rất là đặc biệt.
Cây thứ năm muốn giới thiệu đến các bác đó là cái cây trà bốn mùa. Ở đây cây trà bốn mùa này thì nó khác với cây trà tứ quý. Nó là một cây trà mà nó mang những cái đặc điểm như cây trà tứ quý. Đó là cái cây trà mà nó cho hoa vào bốn cái mùa trong một năm. Nó là cái cây trà mà có cái sự phát triển rất là tốt, rất là khỏe và cái khả năng chịu nắng nóng rất là tốt. Thì là những cái đặc điểm nó cũng như cây trà tứ quý. Tuy nhiên là cái thân lá và cái mặt hoa thì nó có sự khác biệt. Thì cái mặt bông của nó các bác có thể thấy là nó hồng, cái màu hồng nó nhẹ nhàng hơn, cái màu hồng nó nhẹ nhàng, nó mơ màng hơn, chứ nó không đỏ thẫm như cái cây trà tứ quý, và cái bản lá nó nhỏ hơn, nó mỏng hơn. Thì nó phù hợp cho các bác nào mà thích chơi cái cây trà với cái màu hoa, đó là màu hồng, màu hường. Thì cây thì cũng thông số cây đó là vành gốc từ 7 các anh chị ạ, vành gốc từ 7 và tổng cao là tầm 70 đến 80, cây tán rất là đẹp luôn. Và cái số lượng cũng khá là nhiều, thoải mái cho các bác lựa chọn. Và cái cây thứ sáu muốn giới thiệu cho các bác đó là cái cây trà ngũ sắc. Cũng là một cái cây rất đáng chơi trong cái dịp Tết. Đó là một cái cây trà mà mang một cái mặt bông, đó là cái bộ cánh xếp như cây trà cung đình đỏ. Thì tuy nhiên trên một cái cây trà ngũ sắc này thì nó có từ 3 đến 5 cái mặt hoa nó khác nhau. Đây, cái cây trà ngũ sắc này thì khi mà các bác trong cái ngày Tết, ngày xuân mà các bác trồng lên một cái chậu sứ mà để ở trước hiên nhà, hoặc để ở cái nơi mà các bác muốn chiêm ngưỡng nó, thì nó như là một cái lãng hoa tự nhiên, rất là đẹp. Những cái mặt hoa nó đa dạng, không tạo ra cái sự đa dạng trong cái mặt bông của nó, từ 3 đến cái mặt bông rất là đáng chơi. Ở đây cây thông số là vành gốc 7, thoát thân là 80. Cái cây thứ 7 muốn giới thiệu các bác đó là cái cây trà tứ quý cánh kép. Thì đây là một cái cây trà mà em cũng đã làm một cái video riêng về cây trà tứ quý cánh kép này rồi, là cái cây trà thế hệ mới nhất trong cái dòng trà tứ quý, với cái 13 cái lớp cánh màu đỏ thắm và cái nhị vàng ở giữa trên cái nền lá của cây trà tứ quý, đó là dày xanh đậm rất là khỏe khoắn, thì tạo ra một cây trà mang một cái vẻ đẹp khá là tổng thể, rất là đẹp, rất là đáng chơi. Thì đây là tất cả một số những cái cây trà em mà giới thiệu các bác trong cái video ngày hôm nay mà nó có tại vườn nhà em. Thì bác nào mà muốn sưu tầm những cái cây trà nào thì các bác có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại đó là 0901 789 915. Và cái số điện thoại là 0901 789 915 của em thì cũng là cái số Zalo. Hoặc là các bác cũng có thể liên hệ với em qua cái số Zalo để nhận cái hình ảnh cụ thể của từng cây, cái thông số, cái hình ảnh cụ thể và cũng như là cái giá cả của từng cái loại trà, từng cái cây trà. Thì cái video của em hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Thì các bác qua cái video của em để ủng hộ em bằng một cái nút đăng ký kênh các bác nhé. Chúc toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn luôn luôn đam mê và luôn luôn trồng cho mình những cây hoa trà mi đẹp nhất. Em xin được trân trọng kính chào. Em nhà vườn Lubon.